Xin chào mọi người, em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic nha. Hôm nay em sẽ trên tay một cây đàn Solid Body, một cây đàn Semi Classic cực kỳ hay, cực kỳ chất lượng với giá tiền rất mềm và phù hợp với mọi người. Sản phẩm hôm nay là SEGD 900. Xin mời mọi người cùng trải nghiệm sản phẩm này. Trên tay em là một cây semi classic của SW mọi người. Thì nói về hãng đàn nha mọi người, đây mọi người có thể nói là nó đọc nó là SW nha mọi người. Mọi người sẽ thấy đầy đủ của nó là SW OE ha. Hãng đàn này nó có từ năm 1883 mọi người. Đây, S năm 1883. Đây là một hãng đàn của Tây Ban Nha mọi người. Họ có lịch sử rất lâu đời, từ năm 1883. Thì bây giờ hãng này đã được Trung Quốc mua lại rồi mọi người. Thì mọi người nghi ngại là Trung Quốc có tốt hay không. Thì bây giờ rất nhiều những cái hãng đàn của Tây Ban Nha được Trung Quốc mua lại, ví dụ như là Martinez hay là Cordoba, chất lượng nó vẫn rất tốt. Và được một cái nữa là giá tiền nó mềm mọi người ha. Rồi, cây semi. Semi là gì mọi người? Thì semi có nghĩa là cái cần này nó 48 mọi người ha. Thì cái cần của một cây dây sắt nó sẽ là 42. Cái cần của một cây classic nó sẽ là 50-52. Semi có nghĩa là cái bản cần này là 48 mọi người. À, thì bản cần 48 này nó giúp cho cái người mà chơi dây sắt qua đây chơi vẫn không bị khó chịu, và người chơi dây ni lông quen qua đây chơi vẫn cảm nhận được cái cần này nó dễ chịu ha. Cần 48 là một cái cần giữa nó nửa này nửa kia mọi người, thành ra gọi nó là semi ha. Rồi, Solid Body thì đây là một cái khái niệm mà rất nhiều khách hàng của em thích, đó là những cây Rubin mọi người. Và ở trên thế giới cũng có một số hãng họ chuyên làm cái dòng Solid Body này. Điển hình là những cây Godin mọi người ha. Điển hình là những cây Godin. Để sở hữu được một sản phẩm của Godin thì mọi người phải tầm phải từ 25 triệu đổ lên mọi người. Thì đây là một cây đàn cũng là Solid Body nhưng giá tiền nó chỉ có 7 triệu mà thôi. À, như hồi nãy mọi người coi cái intro vào thì mọi người sẽ thấy là nó có bốn màu cơ bản, là một là màu tự nhiên, hai là màu đen, ba là màu xanh dương và bốn là màu đỏ tươi, màu đỏ cherry như thế này, rất là đẹp ha. Thì cây đàn này nó có cái lợi gì mọi người? Thì đây là một cây đàn Solid Body nên khi mà mọi người lên âm thanh, mọi người chơi, mọi người sẽ thấy là cây đàn của mình nó rất là ổn định, nó không bị ù xè, không bị tiếng feedback. Nếu ai là những người mà chơi guitar qua loa nhiều thì mọi người sẽ cảm nhận được là cây đàn của mình khi ngồi đối diện với cái loa nó sẽ cộng hưởng với cái loa, nó sẽ có những tần số ù ù và nó hay bị hú ha, và nó bị ù, nó khó chịu. Thì những cây đàn Solid Body này nó khắc phục được 100% cái vấn đề bị feedback ha, có nghĩa là bị phản hồi âm thanh đó mọi người. Rồi, một cái hay của nó là một cây đàn mới và được gia công rất chỉnh chu, thì mọi người có thể nhìn thấy là từ cái nước sơn nè, từ những cái đường viền nè, mặt lưng nè, cần nè ha, khóa, rồi nói về cái hay của nó thì nó cũng là cái dở, vì nó không có thùng đàn, nó không bị phản hồi âm thanh khi mà mình chơi qua loa, nhưng nó lại không có tiếng mọc mọi người ha. Cái đàn này không hề có tiếng mọc, thành ra mọi người chơi thì bắt buộc phải chơi qua loa. Nhưng mà mọi người ban đêm mình có thể luyện tập được nha. Cái hay của cái dòng đàn này là nó có một cái lỗ phone nè mọi người. Đây, nó có một cái lỗ phone. Thì ban đêm á, khi mà mọi người luyện tập á, mọi người có thể ghim cái tai phone điện thoại của mình vào trong cái lỗ này để mọi người luyện tập mà không làm phiền đến gia đình, người thân, bạn bè. Cái đàn này nó lên âm thanh, nó ổn định như nãy giờ em nói mọi người. Thì đó là ưu điểm lớn nhất của cây đàn này. Và nó bền đó mọi người, vì nó là một cái thân gỗ.
nó là một cái thân gỗ đặc, nó là một cái thớt gỗ đặc, nên với cái vấn đề mọi người không sợ là nó sẽ bị bể, bị vỡ ha. Nhưng mà rớt vẫn hư đó, em nghĩ chắc chắn rớt thì vẫn hư. Rớt thì mọi người rớt từ độ cao xuống thì xe tăng còn hư chứ đừng nói ra cái đàn. Rồi, là vì là một cái dòng đàn làm cho sân khấu nên ở đây nó sẽ có cái ti chỉnh cần đây, mọi người sẽ nhìn thấy ha, cái loại thép chỉnh cần của nó ở đây. Đó. Thì mọi người có thể chỉnh được cái cần của nó với một cái action tốt để mọi người chơi lâu trong một thời gian dài mà không bị khó chịu. Nói tới cái hay thì cũng phải nói tới cái dở mọi người. Thì so sánh với những cái sản phẩm như là Ruvin, như những cây Ruvin của Nhật em bán, hoặc là những cây Godin, thì cái chất lượng cái sản phẩm này nó chỉ tốt trong tầm giá nó thôi ha. Thì mọi người biết rồi, một cây Ruvin mà của Nhật em bán thì nó tầm khoảng từ 11-12 triệu. Một cây Godin bây giờ mà hàng mới như cây này thì bây giờ nó cũng phải tầm 20 mấy triệu. So với những sản phẩm khác, cái giá tiền của sản phẩm này chỉ bằng 1/2, 1/3. Nhưng mà cái chất lượng của nó sẽ được tới 70-80% so với những cái sản phẩm đó. Thì mọi người thấy đi, nó chỉ 1/2 giá tiền, 1/3 giá tiền, nhưng mà nó được 70% chất lượng. Thì đó cũng là một điều đáng quý rồi mọi người ha. Phải có sự đánh đổi chứ, nếu mà nó 7 triệu mà nó tốt như những ông 10 mấy triệu, hoặc là những ông 20 mấy triệu, thì ai đâu mà mua những cái kia. Thì chắc chắn một điều như vậy, có nghĩa là tốt, nhưng tốt trong tầm giá. Và chất âm cây đàn này khi lên EQ, mọi người ghim thẳng trực tiếp nó vào một cái arm acoustic, chất tiếng của nó tuyệt vời. Cây đàn này tuyệt vời mọi người, đi diễn ổn định và an tâm ha. Ở đây có hai cái núm mọi người, một cái núm của nó là volume ha, cái núm thứ hai của nó là tone mọi người. Volume là quyết định lớn nhỏ, tone là quyết định sáng tối của tiếng đàn. Mọi người muốn cái đàn mọi người nó đanh thì mọi người vặn nó qua bên phải ha. Mọi người nó đanh và nó sáng hơn. Mọi người muốn cái tiếng đàn của mình nó trầm ấm và nó hiền hơn, nó mềm hơn thì mọi người vặn nó qua trái. Thì tùy vào cái sao tiếng của mỗi người, tùy vào cái lỗ tai của mọi người mà chúng ta sẽ có được cái cân chỉnh phù hợp nhất. Và bây giờ nói nhiều thì cũng không qua cái phần test âm thanh cho mọi người nghe ha. Rồi, có một số anh nói em test hơi nhiều, nhưng mà thôi mọi người ráng chấp nhận là mình test nhiều, tại vì mình mua online mà. Mọi người không tự trải nghiệm cây đàn được thì tụi em test nhiều một xíu cho mọi người. Để cho mọi người có thể hình tượng, mọi người mường tượng được cái chất âm của cái đàn này hơn ha. Rồi, mời mọi người trải nghiệm sản phẩm này cùng em. Thank you.
Nãy giờ em đã trải nghiệm cái sản phẩm này rồi mọi người, thì cái ưu điểm của những sản phẩm này á là đầu tiên là như em nói, nó không bị feedback, nó không bị ù xè, không bị khó chịu. Thứ hai nữa là cái body này mọi người ôm nó rất là dễ chịu, nó không bị mỏi và nó không bị to. Một số cái đàn nó dày quá, khi mọi người ôm vào nó sẽ có cảm giác nó đè vào cái ngực mọi người, nó khó chịu. Nó sẽ cho mình cái cảm giác ôm đàn lâu nó dễ chịu hơn rất nhiều. Sản phẩm này em bán với giá công khai là 7 triệu nha mọi người. Sản phẩm có 4 màu, một là màu gỗ tự nhiên, 2 là màu đen, 3 là màu xanh dương, 4 là màu đỏ. Nếu mà mọi người có mua thì ủng hộ em nha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Ưu điểm là ổn định, khuyết điểm của nó là nó không có tiếng mọc và nó chỉ tốt trong tầm giá của nó thôi. Em là Duy đến từ Sunka Caustic. Cảm ơn mọi người đã coi review của em. Mọi người nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào những lần sau.